Trời ơi. Nào bây giờ share screen nhé, học bài nhé. Xem nào. Unit 14 đọc hết chưa nhỉ? Oh, yeah. À đây, hôm trước mình đã học về tả con người đúng không? Yes. Nào, cô cho nó nói hả? Cô cho nó nhạc vậy đi cô. What does he look like nghĩa là gì nhở? Anh nói chung như thế nào? Đúng rồi, là mình tả ngoại hình đúng không? Look like. What does he look like? What does he look like? Tall. Tall là gì nhở? Là cao. My father is tall. My father is tall. Short. 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 Là. Rồi, là thấp, thấp à. Tom is short and fat. Tom is short and fat. Là bạn Tom thì vừa thấp là gì? Lại vừa béo. Yes. How about you? Are you fat? No. No. Yes, yes. Slim, slim, right? Slim. 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 Slim là gì nhỉ? Là mảnh mai. Đúng rồi. My uncle is slim, but my aunt is fat. My uncle is slim. My uncle is slim, but my aunt is fat. My uncle is slim, but my aunt is fat. Old. Tom looks old. Old. Tom looks old. Sau looks đây thì là cộng với gì đây? Âu là gì nhỉ? Tính gì? Là tính từ ạ. Rồi sau lúc, được chưa? Lúc là một động từ, sau nó có thể cộng tính từ được nhá. Young. Young. Young là? Yeah. You seem young. You seem young. You seem, seem hoặc là seem nữa. Seem. You seem young. You seem young. Seem là gì nhỉ? Dường như. Thì, đúng rồi. Trông bạn dường như rất là trẻ đấy. Sau sim nhá, dùng được cả tính từ được chưa? Nhìn thấy con nhìn thấy tính từ young chưa? Yes. What are you doing, Linda? What are you doing, Linda? I'm writing an email to my brother. I'm writing an email to my brother. Where is he now? Where is he now? He's in England. He's in England. What does he do? 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 Yes. He's a footballer. He's a footballer. What does he look like? What does he look like? He's tall. He's tall. Yes. Structure, hôm trước mình đã check rồi đúng không? Rồi, đây là example rồi này. What does your father look like? He is tall. Okay. What does he look like? He's old.
What does she look like? She's tall. Now, first one. What does she look like? She's tall. What does she look like? She's short. What does she look like? She's slim. What does he look like? He's old. What does he look like? He is young. Yes. Hey. This, that, these, mother. The, now, this. This. That. That. These. Mother. Yes, yeah. Taller. Taller. Shorter. À, các bạn cho cô này, cái gì đây? So sánh hơn về tính từ nhá. Nghĩa là cao hơn thì là taller, sẽ là thêm đuôi e và r đúng không? Tính từ một âm tiết, được chưa? So sánh hơn thêm e và r ở cuối. Nghĩa này, tính từ một âm tiết khi so sánh hơn thêm e và r ở cuối, thêm đuôi r ở cuối. Đây là so sánh hơn nhá. Tính từ một âm tiết này, khi so sánh hơn thêm r ở cuối. Yes. Ok, nào đọc nào. Taller. Shorter. Short. Short rồi nào. Shorter. Nghĩa là cao hơn và... Shorter thì là gì? Thấp gì? Thấp hơn. Hơn, đúng rồi, hơn. Chưa? So sánh hơn mà. Thấp hơn, cao hơn. Slimmer. Nhưng đây họ đâu có thấp. Slimmer. Đấy, lại nhìn thấy chưa? Con có nhìn thấy là người ta nhân đôi chữ M lên không? Gì đây? Lại từ này, từ một âm tiết đúng không? Từ một âm tiết này mới kết thúc bằng gì đây? Một nguyên âm, một âm thì nhân đôi phụ âm lên, rồi thêm R. Cái này nó cũng giống như là cái gì nhỉ? Giống như cái mà này này. Giống như cái động từ ấy, con có nhận động từ quá khứ không? Này. Kết thúc bằng đây, stop. Kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm đúng không? Thì nhân đôi phụ âm và thêm ed. Được chưa? Cái này nó cũng na ná như thế, cũng là gì? Từ một âm tiết này, tính từ một âm tiết này kết thúc bằng một gì? Nguyên âm và một phụ âm thì nhân đôi phụ âm và thêm r. Chưa? Yes. Phép vào cho cô đi. Tính từ một âm tiết. Kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm. Kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm. Cô đọc lại đi cô. Tính từ một âm tiết. Tính từ một âm tiết. Kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm. Kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm. Kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm. Thì nhân đôi phụ âm. Rồi thêm r. Nhân đôi phụ âm rồi thêm r. Nhân đôi phụ âm rồi thêm r.
Yes. Slimmer. Slimmer. Đây là stronger, stronger. Là khỏe. Rồi stronger là? Là khỏe hơn. Khỏe mạnh đúng không? Thế bây giờ mình thấy nhá, từ này này, kết thúc bằng hai phụ âm thì nó không hề nhân đôi đúng không? Phải kết thúc bằng một nguyên âm một phụ âm thì mới nhân đôi, còn kết thúc hai phụ âm nhá thì không nhân đôi đâu nhá, nhớ chưa? Là stronger. Stronger. Điều này con phải viết hai từ rồi, bởi vì một là từ strong, hai là từ stronger. Stronger là gì? Khỏe gì? Khỏe hơn. Khỏe hơn, đúng rồi. Viết vào đi. Để viết rõ là hơn rồi nhá. Đây là các tính từ so sánh hơn. Các tính từ so sánh hơn. Finished? Yes. Bigger. À đấy, mình thấy chữ bigger chưa? Kết thúc bằng gì đây? Một gì? Phụ âm. Phụ âm đâu ra? Bằng một nguyên âm và một phụ âm. Phụ âm. Thì nhân đôi gì? Nhân đôi phụ âm. Rồi thêm? R. Rồi, đây là đối với tính từ một âm tiết nhất. Nào viết đi con, viết đi con. Bigger. Ôi, nhưng mà nó ngược quá. Đáng lẽ chữ nhỏ trước chứ sao lại chữ to trước vậy? Sao mà cô biết được? Cứ lấy chữ to hơn lên đi. Lấy chữ to hơn lên đi. Bigger đi. Hôm nay chắc mình chỉ học toàn là tính từ một âm tiết thôi nhỉ? Yes. Now, bigger. 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 Yeah. Bigger. Rồi, to hơn. Smaller. Bigger. Đây, nhỏ hơn này. Smaller. 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 Nào, nghe đọc này. Smaller. Small. Smaller. 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 Đọc rõ rồi nhá. Smaller. Smaller. Là smaller. Smaller. Nhỏ hơn. Đấy, như thế chưa? Kết thúc bằng hai phụ âm này thì đâu có nhân đôi gì đúng không? Không có nhân nhiếc gì hết. Được chưa? Smaller này, bigger này. Ok, finish. Smaller, nhỏ hơn nhá. Không nhân được cổ vì nó nhân sẵn rồi. Đấy cũng gọi là nhân vì đấy là từ. Được chưa? Xong chưa? Yes. Younger. 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 Đấy, biết thử đi con, younger, trẻ hơn. Younger. Sao có nhìn được không? À, một xa có nhìn được không? Sao không ạ? Older. Younger. 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 Older. 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 Biết rồi đi, older. Anh đã tắm được chưa đi? Có phải nước chảy tắt rồi em đi, thì tắm trước đi. Già hơn. Older. Finished? Yes. Okay. Now, listen and repeat. Listen and repeat. This is my father. This is my father. Tall. Không phải tall. He's tall. And this is my elder brother. And this my elder brother. Đọc thiếu từ con, biết từ elder brother vào đi con. Elder, elder brother, elder brother, elder brother, elder. Biết vào như hai bài mà. The listen to 14. Nghĩa là anh trai lớn tuổi, anh trai elder brother. Anh trai. Nghĩa là khi mà dùng từ elder brother mình biết là anh trai, nghĩa là chắc là anh nhiều tuổi hơn mình rồi đúng không? Khi mà dùng từ brother nhá, người ta sẽ nói chung chung là anh em trai. Nhưng khi con dùng elder brother nghĩa là anh trai, younger brother là em trai. Viết luôn từ younger brother vào luôn nhá. Younger brother là cái từ younger mình vừa mới học từ trẻ hơn đấy, và thêm từ brother vào.
nhá. Younger brother là anh trai, younger brother là em trai. Như younger sister là em gái. Em gái đấy. Elder sister là chị gái. Elder brother hoặc elder sister nhé. Anh trai này, chị gái này, elder. Thế có thêm er. Tất nhiên, younger và elder. Đây, chữ elder trên bảng đây, rồi elder đây. Và từ younger là cái từ younger, trẻ hơn, con mười mới viết đi. Tỉnh mắt. Không, ngứa mắt. Ngứa mắt. Ta tính một cái đây là có nốt mụn như này, tí nữa mình bôi thuốc ra xem nào. Không bôi bôi bên tai nữa. Bôi phải bôi tai nữa. Tí nữa. Không kéo mắt nhìn thì chết. Ok, finished? Yes. Now. And this is my elder brother. And this is my elder brother. Oh, he's tall too. Oh, he's tall too. Không biết too này nghĩa là gì không con? Là cũng. Cũng. Đây là bố tôi. Ôi, ông ấy cao vậy. Đây là anh tôi. Ôi, anh ấy cũng cao thật. Được chưa? Two được không? Nghĩa là cũng, được chưa? Nghĩa là vở này two hay two này này đứng cuối câu nghĩa là cũng đứng cuối câu nhá. Two. Ồ, anh ấy cao, anh ấy cũng cao thật này. Được chưa? Cuối câu nghĩa là cũng. Two này này đứng cuối câu nhá, nghĩa là cũng. Phải là đứng cuối câu nhá, mới là cũng nhá. Còn khi mà không đứng cuối thì không phải là cũng đâu. Phải là đứng cuối câu nhá. Biết rõ là to, đứng cuối câu. Chứ nếu đứng giữa câu thì không còn là cũng nữa đâu nhá. Phải là đứng cuối, nhớ chưa? Biết rõ ra chưa? Nếu đứng giữa thì là gì nhỉ? Nghĩa là rất. Rất. Nếu như đứng giữa. Ví dụ như là too small, rất nhỏ. Được chưa? Đấy, phải là đứng cuối là to là cũng nhất. Nhất của là. Who's taller? Who's taller? Who's taller? Yes. My brother is. My brother's taller than my father. My brother is. My brother's taller than my father. À, thế my brother's taller than my father là gì nhỉ? Cùng. Không, anh tôi thì không làm gì có từ cũng ở đây. Taller là gì? Taller là gì? Với cho mày mạnh mai hơn, à cao hơn bố tôi. Bố. Đúng rồi. Tôi thì cao hơn bố tôi. Để xem structure đây. Ôi đã học về tính từ so sánh rồi hả? Hôm nay bài 10 mấy? Bài 13 hả? Đây bài 14. À 14. Đã học so sánh rồi. Rồi. Khiếp gần như là phương pháp cơ bản quét hết nhỉ? Bọn này nó học nhiều thế. Thế em thấy là bên chương trình của các bạn nặng lắm ý. Em dạy lớp 6, lớp 8 mà cũng thấy nặng hơn ngày xưa. Mà các bạn học thì lơ đễnh mà lại Lớp 4 mà là thế này thì nghe choáng rồi. Quá choáng rồi. Lên lớp 6 thì một đống luôn con ạ. Nhiều lắm. Ngày xưa bọn chị học đến tận cấp 3 mới được học cái này chứ. Thế ạ? À? Em là học lớp 7 mới học. Cấp 3 mới được học cái này. Nào thôi mình viết đi. Viết đi con, viết cấu trúc bằng bút khác đi. Để tìm ấy. Nhanh lên. Không khéo. Khi nghĩ mà đi học ấy thì chắc là. Đấy nên là mục tiêu của ngành giáo dục ấy là các con sau này cái thế hệ của con là phải nói tiếng Anh như là tiếng bản xứ ấy. Tại sao? Thế không học được như thế thì không hòa nhập được với thế giới. Không trở thành công dân toàn cầu được. Muốn trở thành công dân toàn cầu thì điều đầu tiên là phải có tiếng Anh, biết nói tiếng Anh. Mà ghi sau này tiếng Anh còn quan trọng hơn toàn tiếng Việt. Của Việt Nam thôi, không là công dân toàn cầu. Oh, finished? Đâu rồi? Đi. Đấy, cái bút này mẹ đã nói là nó hết mực mà con cứ viết. Cái bút kia đâu hả mẹ ạ? À? Đây rồi.
Hút chung lạ quá. Mẹ trông lạ thì mới mua chứ con. Đẩy cái nắp vào, đẩy cái nắp vào xong nó nặng nặng cái bút tiếp. Trông y như bút máy. Thôi làm hết nhanh lên. Dạ. Chưa. Người nào đó. Thế nào cũng có đưa lấy của con mà coi. Nhìn trông lạ. Viết hẳn hoa nào sao chữ viết xấu thế? Bút thì đẹp mà chữ thì xấu. Nào, bút không đẹp, bút lạ. Vấn đề là bút đẹp hay bút xấu đều viết chữ đẹp. Đây bút đẹp chữ xấu. Trắng, vừa bút thì vừa chữ này. Bút, thế mà chữ chẳng mới tí nào. Tính từ so với nguyên. Hiểu ngữ khác quá. Học bao giờ sao nó lấy được. Học quá nhiều. Quá, thôi quá thế thì các con không chăm học thì làm sao mà học đi đại học nữa thì còn ôi rồi ôi nhiều kinh khủng khiếp bao nhiêu là thành ngữ rồi thì các thứ đây bây giờ em vẫn phải học suốt mà ngày nào cũng phải học tiếng Anh mà nó đúng nhiều quá học bao giờ cho hết học đến cuối đời cuối năm cuối thế kỷ cũng không hết cái bọn chuyên Anh nó đi thi tiếng Anh mà nó kêu là thi khó lắm. Khó lắm chị ạ, nhiều con bây giờ con mà con phải học ngày nào học thì mới thi được kiểu đấy. Thì mới may ra 8 điểm các thứ. Cái bọn chuyên Anh của trường chị ấy mà nó thi học sinh giỏi ấy, nó cứ kêu trời. Kêu trời, kêu đất liền. Ông trời ơi, giúp con, không có điểm rồi. Con xong rồi. Toàn thành ngữ thôi, đến người Tây người ta chắc chắn làm được mất. Đây bây giờ con chép vào ví dụ đi. Tây kéo còn làm khó rồi, chả vì nó biết đâu. Tây làm thì đại học của mình có đâu có 7 điểm mà chị. Việt Nam làm được chứ, Tây làm được 7. Người Tây làm chưa chắc đã đạt được. Mà bên nhá, ví dụ của cái, đây là cái ví dụ của cái structure vừa nãy đấy. Ví dụ của mẫu câu vừa nãy. Who's taller? Hai chấm biết rõ ra là ai cao hơn. Biết rõ tiếng Việt ra bên cạnh nhá. Ai cao hơn? Who's taller? Ai cao hơn? Bây giờ em tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh rồi mà em ngày nào cũng phải học một tiếng hai tiếng tiếng Anh. Đúng rồi, không phải nó nhiều từ mới và nó kiểu nó cứ liên tục. Đúng rồi, xong nó lại còn thay đổi nữa chứ. Thôi không biết hỏi hỏi làm gì. Tôi học đi, không phải biết. Who's taller? Tom is taller. Biết rõ là Tom is taller nghĩa là Tom cao hơn nhá. Con biết hai chấm là Tom cao hơn. Ai chẳng biết Tom cao hơn. À, nhưng mà biết rõ tiếng Việt ra. Đến lúc con nói thế nhưng mà đến lúc mà hỏi con toàn quên đấy này. Con nói thế nhưng con cãi đâu. Con mà lại nhớ không cần phải ghi thì tài quá. Yes or no? Thế cứ bảo ấy mà nghe. Who's taller, shorter, older? Cái gì đây? Find and say. Page 26. Activity 2. Point and say. Who's taller? The girl is taller than the boy. Ôi, thế chơi gì nó đã có cái này rồi, thế lại phải viết thêm cấu trúc rồi. Ví dụ nhá. Ai cao hơn ai thì dùng than, con nhớ chưa? The girl is taller than the boy. Là viết này, đây. Lại mẫu câu so sánh hơn giữa hai vật của hai người nhá. Viết này, so sánh hơn giữa hai người hoặc hai sự vật. Hai chấm này là người thứ nhất cộng to be cộng tính từ so sánh hơn cộng than cộng người thứ hai. Cái gì? Nói nhiều quá.
Rồi con viết cho cô đi con. Viết cái mẫu của mày vào nhá. Sao con lại làm thế nhỉ? Có thể là con để mẹ đổ ra. Nghe đi chưa? Yes. Yes, rồi gì xong cái này rồi gì? Đã. Xong cái này rồi chứ gì? Để cô xóa đây. Bây giờ con viết cho cô cái câu này vào. The girl is taller than the boy đi. Xong rồi con gạch chân ra con viết như này cho cô. Được, xong rồi gạch chân ra, xong rồi viết từng cái gọi là cái thành phần câu vào cho cô. Rồi, bình tĩnh. Bố rửa trước đi. Cho bố rửa trước. Yes. Yes. Okay. Now, read. The girl is taller than the boy. Read. The girl. Now, who's taller? Hey, who's taller? The girl is taller than the boy. Yes. Now, who's shorter? Who's shorter? Who's shorter? Thế bây giờ câu hỏi ai lùn hơn, nam hay nữ? Bạn nào thấp hơn? Nam. Thế bạn là boy is. The boy is shorter than the girl. Yes. Now, who's bigger? Who's bigger? Who's bigger? He is. No, phải là the boy. The boy is bigger than. Than the girl. Yes. Who is smaller? Who is smaller? Who's smaller? The girl is smaller than the boy. Yes. Page. Who's younger? Who's younger? The boy is younger. Younger than the boy. Người đàn ông phải là man. Biết từ the man chưa?
The man là người đàn ông. Đúng rồi, phải là người đàn ông chứ. Chứ còn boy là cậu bé thôi. Được chưa? Đàn ông phải là man. Biết từ man chưa? Yes or no? Yes. No? Yes. Yes. Yes or no? Man. Yeah. Man này này biết chưa? Yes. Yes. Okay. Now, who's older? Who's older? What are you doing? Who's older? Who's older? He's the man. The man. He's than older. Than boy. Đọc kiểu gì đấy nào? The man is. The man is older than the boy. Yes. Good. Now, listen and circle. Okay. Now. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. Now, Nam is tall. Taller. Okay, than his sister. Page 27. This is my father, my sister, and me. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. Now, his sister is slim. Slim what? Slimmer, okay? Slimmer than his mother. Mother. That's now number 3. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. She's younger than his father. Okay. Number 4. Cô bỏ chữ man đi cô. Man. Lát cô bỏ. Nghe tiếp đi. Man cơ mà. 4. Cứ đợi nghe đi. My father's tall. He's taller than my mother. Now, his father is tall than his mother. Okay. Được rồi nhá. Hôm nay này. Nào. Về nhà. Được chưa? Học hết cái mẫu câu đi. Nhớ nhá, ôn lại hết unit, các unit cô dạy đi. Ôn lại các từ hôm nay học đi nhá. Rồi cô cho bài tập làm luôn. Hôm nay cô sẽ cho bài tập rất nhiều đấy. Nghe rõ chưa? Sao ạ? Tại vì con sắp thi rồi. 20 ngày nữa con thi. Con nghe là cô dạy một bạn nào từ 9 giờ đến tận 11 giờ. À nhầm, từ 8 giờ. Ừ. Đấy, bạn Hưng ý, con biết bạn Hưng nói gì? Gì Hưng à? Lê Quốc Hưng ý. Vâng, học lớp mấy à? Lớp 6. Thì con chẳng biết, vì đấy là em con mà. Thì đấy, bạn ý thứ 3 thi rồi đấy, học liên tục luôn. Cô gọi là em ấy đi, vì đấy là em của con. Em ý, được chưa? Học suốt. Sắp thi rồi đây, con có phải học nhiều và nhớ, cô sẽ cho con nhiều bài tập giống như là cái bạn đó, giống như em đấy đấy nha. Yeah. Nhưng mà em đi làm bài kỹ hơn con, nên con cũng phải làm bài kỹ vào, nghe rõ chưa? Con phải làm bài thật chậm vào, không được làm nhanh ẩu đâu, nhớ chưa? Yeah. Mình phải làm chậm vào. Được rồi, ok, good. Lát nữa nha, cô sẽ gửi bài tập cho gửi nhiều đấy, và làm cho cô thật kỹ, và cô sẽ ôn thì cho con, ôn luôn cả mẫu câu hôm nay, mẫu câu hôm trước, nhớ chưa? Cô cho làm bài tổng hợp đấy, làm kỹ vào nhá, ok? Vâng. Không được phép là ăn kem, ăn kẹo xong rồi là làm ẩu đâu nhá, nghe chưa? Vâng. Dạ, ở cái chỗ nào không hiểu thì có thể mở ra chẳng hạn, nhưng mà chắc mẹ con chả cho mở đâu nhỉ. Bây giờ nói chung là làm bài thật là cẩn thận cho cô nghe chưa? Yes. Okay, goodbye.
Bye bye. See you later.